cả nhà một cây mai cát. Cây này có mã số là MC8, MC9. MC9 này là một cây tàn quái cả nhà nha, một cây tàn, nó hồi lại tàn quái. Thì em đã sửa qua cái dáng là mẫu tử hay song song thụ gì cũng được, tùy cả nhà nha. Rồi vô thông số luôn chị ơi, cây này có đế khá đẹp anh em nha, nó phình gió đế là khá đẹp luôn nha. 48. Hoành là 48, hạo thôi, cái đó hạo thôi, nhanh với tí. 46. Bộ đế là 46, chiều cao 65. là 65. Cây quay quay một vòng không chị đó, cây này bộ đế khá đẹp nha anh em đó, đế quái, để quái đồ đó chắc chắn. Cây này bao sống anh em nha. Cây này xin được giao lưu với em là 1.500k, cây này em bao sống cho cả nhà nha, không không bao gồm phí ship nha. Nó cây này là một bệnh, nó quá đẹp luôn, cái rễ quái quá quái luôn cả nhà đó. Đó hai này, hai con nhánh quái lượng rất là đẹp đó, thân phình, thân phình nha cả nhà nha. Đó rồi, cây này là có cái lũa trong đây rồi, quay luôn chị, quay luôn chị, để rất đẹp ở nhà nha, để quái nôm nha cả nhà. Rồi quay lên đó, rồi phần này xin vào chi tiết luôn. Cái phần này là nó bị lũa trong đây đó, lũa này, lũa cả nhà. Thế thì là nó lũa phần này là nó lũa xuống đây đó, lũa xuống đây đó. Đây, coi sao nó vậy nha. Cái này xin phép cho luôn cả nhà thì là 1.500k đó. Cái vấn đề này thì anh em cứ chám thoải mái, cây thì em vẫn bao sống bình thường nha, để nôm quái đó, cây rất là duyên. Rồi em được xin phép xuống clip tại đây, xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.